Tập tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập về Broadcast Receiver. Trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khởi tạo một Broadcast và truyền dữ liệu giữa các cái Broadcast với nhau. Đầu tiên thì các bạn bật Android Studio lên. Ở đây mình sẽ new cho nó một cái Activity. Ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái Empty Activity. Ở đây mình sẽ đặt tên là Lab 2 Activity. Trong bài lập 2 này thì mình có 3 bài. Ở đây các bạn. Bài 1, bài 2, bài 3. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 2. Thì ở trong này thì chúng ta sẽ thiết kế cho nó 3 cái button. Ở đây thì mình sẽ dùng là linear layout. Các bạn thêm cái thuộc tính là orientation bằng vertical. Các bạn thêm thuộc tính là gravity cho bằng center để cho nó vui giữa. Rồi, trong này thì chúng ta sẽ có chúng ta có thể tạo ra một cái test quick bằng map current hay map content. Đây thì bạn có thể viết cái test này, này là thì là broadcast receiver. Broadcast receiver. Rồi. CAE. Rồi ok. Tiếp theo thì các bạn sẽ tạo cho mình các cái button. Button ở đây chúng ta là cho wrap current, wrap content. Hôm nay chúng ta sẽ cho nó là button text. Bài 1. Đây thì chúng ta sẽ có 3 bài, bài 1, bài 2, bài 3. Thế này chúng ta đây. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi cái main activity này, nó sẽ chạy qua bài lớp 2. Đây chúng ta sẽ cho nó là lớp 2. Đây là lớp 2 activity. Ok, thì ở trong cái bài main activity này, trong bài lớp 2 này thì chúng ta sẽ gọi hàm onClick. Đó là lớp 2. À, chúng ta sẽ chạy chương trình lên. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có bài lớp 2 này. Lớp 2 của chúng ta là Broadcast Receiver. Đây mà muốn nó hiển thị lên tên thì mình sẽ cho nó một top nữa. Cho mình cho nó ở center thì nó sẽ nằm ở giữa luôn. Trong bài này thì có 1, 2, 3. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra cái bài lớp 2, bài 2 nhé. Chúng ta sẽ làm bài 2 trước. Mình sẽ tạo ra cho nó một activity. Empty và activity. Ở đây chúng ta sẽ là lớp 2, bài 2, activity. Thì để làm bài lớp 2, bài 2 activity này thì chúng ta sẽ new cho nó một cái broadcast. Thì chúng ta sẽ new cho nó một cái class. Mình đặt tên là my broadcast.
Sau đó thì các bạn attend cái broadcast. Sau đó bạn add cho nó cái phương thức vào. Thì ở trong cái broadcast của chúng ta thì nó sẽ có một cái hàm tới các bạn. Phần đời của nó sẽ có một cái hàm là on receiver là nhận. Ở đây thì mình sẽ viết một câu lệnh là pod.message contact.get vision contact phải này. Chúng ta sẽ truyền vào gọi cái chữ là my podcast phải này. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi hàm talk.sort.show nó hiển thị lên cái broadcast chúng ta các bạn nhé. Rồi sau đó thì trong cái bài lớp 2 của chúng ta này, chúng ta sẽ viết một hàm là publish void bài 2 và các bạn kia là bài 2 này call broadcast gọi một broadcast. Ở đây thì chúng ta sẽ gọi từ một cái view nên là chúng ta sẽ phải gọi từ view. Chúng ta sẽ viết là intent bằng view intent lớp 2 activity lớp 2 bài 2 activity chấm fit phải này my broadcast chấm class. Ở đây thì chúng ta sẽ xem một cái broadcast hiện tại để gọi được cái này thì trong cái bài lớp 2 của chúng ta chúng ta sẽ gọi cho nó là on click. Đây là bài 2 có broadcast. Đúng không nhỉ? À mình nhầm rồi các bạn nhé. Trong cái bài 2 này lớp 2 bài 2 mình biết bị nhầm mất rồi. Ở đây mình sẽ close on lại các bạn nhé. Rồi bài lớp 2 của chúng ta lớp 2 này lớp 2 viết nhầm ở đâu. Bài lớp 2 của chúng ta thì nó sẽ gọi vô trong bài 2 lớp 2. Gọi vô bài 2 lớp 2. Rồi lớp 2 activity này sẽ gọi vô bài 2 lớp 2. Bài 2 lớp 2 ở đây các bạn. Cái này thì chúng ta sẽ viết trong cái lớp 2 các bạn nhé, viết trong cái lớp 2. Cái trong này bài 2 lớp 2 từ đây mình sẽ gọi vô bằng cái broadcast. Thì ở trong cái bài 2 lớp 2 này chúng ta sẽ có một cái bút tâm linear này, chúng ta sẽ có một chấm là orientation vertical. Này chúng ta sẽ có một cái bút tâm warp grab. Chúng ta sẽ cho một tag nữa có broadcast. Để trong này chúng ta sẽ có một hàm on click bài 2 với file có broadcast này. Trong cái lớp 2 của chúng ta,
lớp 2 thì nó sẽ gọi tới cái lớp 2 bài 2. Thì đây chúng ta sẽ gọi một cái public void lớp 2 bài 2 view view. Ở đây thì chúng ta intent vào thôi. Intent lớp 2 sẽ chạy qua bảng chấm class start activity intent. Rồi thì trong cái bài lớp 2 này, cái bài số 2 này chúng ta sẽ on click thứ lớp 2 bài. À. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chạy chương trình. Rồi, lớp 2 này. Lớp 2 bài 1 bài 2 này, bạn bấm bài 2 thì nó sẽ chạy qua bên cái gọi cái broadcast. Sau đó chúng ta bấm call broadcast. À nó chưa hiển thị lên. Nó chưa hiển thị lên thì các bạn phải vào trong Android manifest của chúng ta này. À chúng ta phải khai báo cho nó là một cái broadcast. Ở trong này thì chúng ta đã khai báo các cái activity này, các service mà chúng ta chưa khai báo cái broadcast của chúng ta. Anh em ơi, làm này. À, chúng ta sẽ khai báo một cái receiver. Đây, receiver này, cái broadcast của chúng ta. Các bạn nhớ chúng ta phải khai báo một cái receiver trong cái Android manifest của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy lại chương trình. Bài 2 này, bài 2 này, chúng ta đóng coi. Ở đây các bạn thấy nó hiển thị chữ My Broadcast. Đây là chương trình của chúng ta. Trong bài 2 của chúng ta thì các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái edit text. Các bạn chập vào một đoạn text, sau đó bấm send thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta. Thì ở trong cái phần này thì các bạn sẽ lưu cho mình là bỏ vào trong cái bài 2 lớp 2, lớp 2 bài 2 này này. Lớp 2 bài 2 này này. Ở đây chúng ta sẽ tạo thêm cho nó một cái edit text. Quick là bằng map foreign hay là web content. Ở đây chúng ta sẽ thêm cho nó một thuộc tính hình. Input một cái string vào. Ở đây bạn có thể cho nó một id, id string như vậy, id. Rồi id string. Rồi khi mà các bạn vô trong bài 2 lớp 2 của chúng ta thế này, chúng ta sẽ khai báo một nó một cái edit text này, id string này, một cái đoạn lệnh string. Thì trong cái đoạn lệnh string của chúng ta thì các bạn có thể là gọi là add string của chúng ta bằng edit text này, file id r.id add string. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái string này, đúng không, ta truyền qua bên kia. Ở đây chúng ta sẽ có một cái intent này, sau đó mình lấy cái intent này, này. Chúng ta sẽ put extra. Chúng ta sẽ có một cái, mình cho nó một cái name này. Name broadcast này. Name broadcast. Rồi. Cái name broadcast.
Sau đó bạn truyền vô cái id string này chấm get tag chấm to string, truyền vô string, và cái string của chúng ta nó send qua bên cái broadcast. Thì qua cái broadcast này, bạn qua bên cái my broadcast của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận cái string của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ báo một cái string HTML bằng cái gì, bằng cái intent của chúng ta, get string extra. Rồi cái string extra của chúng ta thì lấy cái name broadcast này chúng ta sẽ bỏ qua. Sau đó thì chúng ta sẽ cộng cho nó cái string name của chúng ta ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy lại chương trình. Rồi, bài lớp 2. Bài 2, sau đó mình ghi ra nam là V này, core broadcast này. À, ở đây thì các bạn thấy cái my broadcast của chúng ta đã nhận dữ liệu mà chúng ta truyền qua. Thì đây là bài 2 lớp 2. Và nên mình đã hướng dẫn các bạn khởi tạo một cái broadcast và truyền dữ liệu từ một cái activity sang cái broadcast receiver của chúng ta như thế nào.